Thưa quý vị, ngày nay thì mạng xã hội ngày càng phát triển, được sử dụng phổ biến, vừa tác động tích cực lẫn tiêu cực, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với báo chí chính thống. Rõ ràng tới thời điểm này, rất cần có những chế tài và kiểm soát nội dung về bản quyền để tạo sự công bằng cho các cơ quan báo chí. Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 55 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm khoảng 57% dân số. Sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội nói chung, mạng xã hội nói riêng mở ra nhiều vận hội phát triển lẫn thách thức cho người làm báo khi phải chạy đua khốc liệt với thông tin trên mạng xã hội. Nhiều tờ báo đã gặp khó khăn, suy giảm doanh thu trước sự phát triển của mạng xã hội. Ở đây nó có một cái sự không công bằng giữa cái loại hình là báo chí. Sẽ phải chịu rất là nhiều vòng pháp lý để có thể hoạt động được, từ việc xin giấy phép đến cái việc phải hoạt động trong cái khuôn khổ của pháp luật Việt Nam, của các cái thiết chế quản lý khác nhau. Còn một bên là mạng xã hội hoàn toàn, gần như là hoàn toàn tự do, rồi vấn đề không đóng thuế, nó rất là khác nhau. Một cơ quan báo chí vất vả để có thể có được cái doanh thu đóng thuế rất là đầy đủ cho nhà nước, với một bên thì là cái sự thất thoát về thuế nó rất là nhiều. Điều rõ ràng nhất tạo ra sự khác biệt của báo chí so với mạng xã hội chính là sự dấn thân, đi vào hiện trường để cung cấp thông tin chuẩn xác cho công chúng của các phóng viên báo chí chính thống, qua đó góp phần ngăn chặn tin giả và dẫn dắt thông tin trên mạng xã hội. Vì vậy, việc đào tạo phóng viên càng phải hết sức được coi trọng. Tòa soạn cũng tổ chức khá là nhiều cái buổi để mọi người có thể, ngoài vần viết ra, mọi người có thể sử dụng điện thoại di động nhiều hơn để tác nghiệp bằng máy ảnh hoặc là bằng điện thoại nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp. Chung như bọn em bây giờ được đào tạo các lớp về học ảnh, học video, tức là mọi người đều có thể làm những công việc đấy. Tức là mình có thể làm được mọi cái hình thức báo chí khác nhau. Yếu tố sống còn của mỗi tờ báo suy cho cùng vẫn là chất lượng thông tin. Vì vậy, mỗi nhà báo cần thể hiện lòng yêu nghề bằng sự dấn thân, xông vào hiện trường, luôn có mặt ở những điểm nóng để mang đến cho công chúng những thông tin nhanh nhất có thể, đúng sự thật và khách quan. Để làm được điều đó hơn bao giờ hết, các nhà báo phải nhận thức trách nhiệm với những điều mình viết ra, trách nhiệm với xã hội, với độc giả của mình.